giới thiệu nghề hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 21 tháng 7 tới đây sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã Thanh An, huyện Vĩnh Linh. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện giao thông, thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến là Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông thôn, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng Internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, các tiến độ kỹ thuật mới áp dụng cho sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp giống và vật tư sản xuất. Internet còn là những đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm, làm ăn với nhau, thậm chí là bán hàng qua mạng. Không chỉ có các thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, Internet giúp bà con nông dân tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực.